Thưa quý vị, giao thông là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí tại các đô thị hiện nay. Vì thế, để cải thiện chất lượng không khí đô thị thì việc sử dụng phương tiện giao thông xanh được xem là giải pháp mà nhiều quốc gia đang lựa chọn. Còn ở Việt Nam, một sáng kiến giao thông xanh đó là sử dụng xe đạp điện tích hợp công nghệ thông minh đã được chương trình phát triển Liên Hợp Quốc giới thiệu tới công chúng. Đây là một mô hình trong khuôn khổ chỉ số kinh doanh khí hậu khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu. Chỉ cần một app điện thoại thông minh, bạn có thể thuê một chiếc xe đạp điện và có thể trả xe ở nhiều vị trí trong thành phố mà không cần mang trả lại xe ở địa điểm thuê ban đầu. Tiện lợi, dễ điều khiển và đặc biệt, chiếc xe này không hề phát thải ô nhiễm ra môi trường. Đây là một cái sáng kiến nằm trong cái khuôn khổ của e-Green Transportation. Thì với cái giải pháp về sử dụng xe đạp điện chia sẻ như thế này thì giảm thiểu tối đa về cái việc mà thải carbon ra môi trường và đồng thời là đặc biệt nó giúp cho cái việc là giảm thiểu các cái phương tiện giao thông cá nhân. Với một xe như này thì sẽ phục vụ được cho nhiều người thay vì là mỗi một người sở hữu một xe cá nhân. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết, trong 2 tháng tới, một thử nghiệm thí điểm chương trình chia sẻ xe đạp điện sẽ được tiến hành tại Eco Park với khoảng 500 xe đạp điện, 50 trạm sạc và một trung tâm điều hành. Sau thời gian thử nghiệm này, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc sẽ phân tích chi tiết tất cả các dữ liệu và lập một báo cáo đánh giá tác động giảm khí nhà kính cũng như cải thiện chất lượng không khí. Giao thông xanh đang tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và mô hình kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, không chỉ giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng chương trình chia sẻ xe đạp điện này ở thành phố Huế vào cuối năm nay. Trong tương lai, chương trình chia sẻ xe đạp điện cũng sẽ có thể được mở rộng tới các thành phố khác. Giao thông điện xanh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và chất lượng không khí ở Việt Nam. Bên cạnh đó, sáng kiến cũng thúc đẩy việc di chuyển xanh để giảm thiểu ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra.